Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 2 vừa qua, các thành viên trong hiệp hội đã bán được tổng cộng 11.633 xe, giảm 40% so với tháng 1 trước đó và giảm đến 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là mức giảm sâu kỷ lục trong vòng 5 năm qua. Doanh số bán xe lắp ráp trong nước giảm ít hơn so với xe nhập khẩu nguyên chiếc. Cụ thể, tiêu thụ xe lắp ráp trong nước đạt 6.662 chiếc, giảm 32% còn xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm mạnh đến 47%. Nhiều mẫu xe không bán được chiếc nào trong tháng 2. Theo một số hãng xe, nguyên nhân sức mua ô tô sụt giảm là do kinh tế vẫn còn khó khăn. Người tiêu dùng hạn chế mua sắm những mặt hàng có giá trị cao như xe ô tô. Ngoài ra, lãi suất ngân hàng tuy đã có giảm nhưng vẫn còn khá cao nên nhiều người có ý định mua xe trả góp cũng trì hoãn. Các nhà sản xuất ô tô tiếp tục tích cực giảm giá, tung khuyến mại nhằm lôi kéo người tiêu dùng trở lại mua sắm.